để soạn thảo sách vở sớ bằng sự Hán nôm theo chiều dọc thuận tiện. Trên Windows 10 thì sẽ thuận tiện hơn, về mặt phông chữ sẽ tốt hơn, còn dùng Windows 7 cũng được. Nếu Windows 10 ta dùng bản quyền, nó sẽ hỗ trợ đầy đủ các phông chữ Hán, rất thuận tiện trong việc soạn thảo và hiển thị. Hãy kiểm tra bản quyền của Windows. Nếu mà Windows 10 có bản quyền, nó sẽ đề nghị có update, nó có mời là update với Windows 11 này. Trong setting này Windows 10 ta mới vào, ta mới lấy cái bàn phím của cái chữ Hán cái tiếng Trung ra, thì Windows nó sẽ tự tải cái file, những cái file hỗ trợ tiếng Trung về thải thêm. Vì là trong hệ thống của nó là cái số cái, nó chỉ có một cái số cái file cái phông nhất định để dùng trong suộc của máy thôi. Đây bàn tay thay thay language và language. Đây là chúng tôi đã tải rồi, chúng ta đã thêm cái mục tiếng tiếng Hán này. Đây tôi muốn thêm là vào cái app này, đây app này, quý đây tôi bấm vào đây thì trong đây có mấy trong ngôn ngữ này. Chọn tiếng Trung, đây chúng tôi chọn tiếng Trung của lục địa Cộng hòa Dân chủ Trung Quốc. Cái đầu tiên này, đây là tiếng Trung của Singapore này, tiếng Trung Hương Quảng Cảng này, tiếng Trung Đài Loan này, Đài Loan dùng. Thì đây nó sẽ tải vào máy của mình, nó sẽ tải vào Deep Play Language, tức là cái chữ để nó hiện hiện hình hiện hành trên trên cái mặt màn hình. Cái Text to Speech nói. Nói nó quá thành văn bản speech và nói và hand writing là viết bằng tay, tức là nó dùng những cái công cụ màn hình cảm ứng. Thế thì cái nó do quyền mình tự lựa chọn, mình tải về chứ không phải là mình bắt buộc. Ví dụ mình bấm lên đây, khi mình đã add ra rồi thì mình sẽ thấy nó đây. Đấy, ôm cái tổ này, mình vào ôm tổ này. Thấy ở đây là đã tải cái language bus đã cài đặt rồi. Còn đây cũng như cái hand writing hạn là mình không dùng, không cài đặt, hay là cái civic là giọng nói này mình không cài đặt, đại khái thế. Thì khi nó tải cái file language bus này về thì nó sẽ có cái phông là đầy đủ những cái chữ có thể hiển thị tất cả 75.000 chữ Hán hiện trạng, là thừa nhận được viết 75.000 chữ Hán sẽ hiển thị rồi. Thế còn một số chữ kể cả không đọc được thì nó vẫn hiển thị trong phông riêng, tức là 85.000 chữ. Ta vào Google, vào Google ta mới tải cái bộ võ Hán nôm Hán nô dốt này, ông Tống Phước Khải về. Thế cái này nó là miễn phí, vào bất cứ ở trên đây vào đã bắt thông qua tải thôi. Cái này chạy ngoài không phải cài đặt, chạy ngoài dung lượng 40 MB chạy ngoài, cứ tải thôi, nó không cài đặt, không phải cài đặt. Nhưng với cái bộ gõ Hanzo này thì nó hạn chế là ý cái số lượng chữ nít, cho có thể tải cái Hanzo đây, nó thêm một bộ gõ nó cũng chạy ngoài thôi. Những cái bộ gõ này đều viết trên Access của Office, viết trên đề ra xem Office. Thế là tải cái thêm cái Hán nôm IMEI này, tại vì những cái này đều dùng apply hết để đề phòng là có cái chữ mình không, nó không có ở trong Hán nôm giúp nó không có. Thế là mình sẽ dùng cái Hán nôm IMEI để mình gõ mình lấy ra. Thế mình vào trang nhà đây, có cái ông đây, các vị ở viện Việt học.com này, đây mình vào đây.
đây bộ ăn hôm nay tao này tao hướng dẫn sử dụng mình tải nó về. Cái này nó chạy ngoài đấy. Thứ mục thứ ba là mình mới tải phông. Phông thì mình gõ chữ phông hắn nôm thôi, thì là mình sẽ tìm thấy đến, mình không nên những nó sẽ hiện một số cái trang người ta chạy quảng cáo ở trên, nhưng mà mình xuống cái trang chính chính chủ của cái phông hắn nôm ở đây, trang này. Đây vào trang này, trang Success Discover đây. Đây là trang chính chủ của cái phông này. Vào đây. Và đây thì đấy, đây nó có những cái trang, đây là những cái phông cơ bản của Hán Nôm. Đây là toàn bộ đầy đủ những phông đây. Thì mình sẽ tải cái Hán Nôm A này về này. Hán Nôm B này. Hán Nôm Khải này. Và cái nôm na tống này like này về đấy, nó chỉ cần bốn cái phông này. Đấy, phông chữ Hán Nôm Khải là chữ đẹp, là mới được viết sau các anh các chị các vị là phát công, các vị làm miễn phí này, là gồm mấy ông Việt Nam với ông Hồng Kông là Trung Quốc. Ở đây còn người ta mấy vị này bị cho thêm mấy cái phông phông khải thể ép dép với phông phông khải hành đấy, thì mới có thể tải cái phông này về cài thêm vào. Đây, phông FZK Khải. Thế khi mình tải về máy thì mình giải nén ra. Mình giải nén ra. Ví dụ những phông này, thì những phông này hạ mình copy đó, mình copy đó, thế mình vào cái control panel, tức là cái bảng điều khiển, thì qua control panel ở đây chúng tôi đã lấy ra màn hình để dùng, tại vì chúng tôi dùng cái này nó nhiều, lấy ra thì mở lên, nhưng mà bây giờ nếu mà không không biết không mở lên không 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 lấy ra màn hình phải tìm trong cái đây, trong cái tìm này, thì nó bảng điều khiển đây, mình vào Windows System, đây nó sẽ control panel là cái bảng điều khiển đây. Mình bấm lên nó tự tại thôi, thì mình biết một cái phông này, trong phông này mình dán đây, mình dán trực tiếp không cần mở ra, mình để ngoài mình biết thôi. Ở đây thì chúng tôi đã quá rồi, nhưng đấy đại khái thế là nó sẽ có những phông nôm, phông nôm phông Hán này là thể gọi được. Bây giờ tiếp mục là gõ, đây giờ tôi sẽ giải nhãn ra. Còn đây là cái này hướng dẫn sử dụng của ông này. Đấy, có thêm một cái file hướng dẫn sử dụng này. Bây giờ ta mới mở Word này. Đấy, có thể dùng Word 2013 ở đây nó thuận tiện. Thì hoặc là mình dùng cái Word tiếng Việt. Bây giờ thì Word thì tiếng Việt có. Hoặc là mình dùng Word tiếng Anh cũng thế thôi. Đó, cái chữ ở chỗ này vị trí nó không thay đổi, nó chỉ là dịch thôi. Đây, ghi vào xuống. Nhìn rõ. Thế bây giờ mới đem ta mới kiểm tra phông chữ này. Thì phông chữ sẽ thành nó thôi, mình cài cái phông nào rồi thì
nó sẽ hiện hành đây. Thế căn bản đấy, phong KIT này, đây phong KIT đây. Đấy phong Lagopic. Lang phong KIT này là cái phong khải thể. Đấy phong của cái Lang with Park. Đây KIT đây. Hay những phong nôm na tổng hay nôm na nôm này. Đây nôm na tổng. Hán nôm A, hán nôm B, hán nôm khải, khải đây. Khai này. Vân vân, đại khái đấy. Bây giờ đến tiết mục là ta mới chuyển cái soạn thảo này. Tức là soạn thảo ngang, sau này chuyển sang thành chiều rộng được. Thế mà nếu mà không thì ta có thể là chuyển sang chiều dọc luôn. Đây, ta vào cái... và bố trí layout này. Ta nhìn thấy cái text Jackson là cái kiểu soạn thảo này. Đây, đây là nó bố trí sẵn, cho sẵn này. Bây giờ đây đang soạn thảo ngang. Ta bấm lên thành soạn thảo dọc. Đây, soạn thảo này. Soạn thảo. Mà khi soạn thảo thổ dọc thì tự nhiên tự động nó quay ngang khỏi khổ giấy ra. Đây mình kiểm tra khổ giấy đây. Thế thành khổ giấy nào ngang. Thế mà mình muốn soạn thảo theo cái khổ giấy làm dọc thì mình chọn khổ giấy làm dọc trên đây. Đấy, tụi mình muốn nó chuyển sang cái... đấy, coi nhỏ vào. Thế đầu tiên nếu mà mình muốn soạn thảo bằng cái gọi là cái bộ gõ của Microsoft làm sẵn, cái bàn phím Microsoft làm sẵn thì nó gõ bằng cái tiếng gõ VGIN, tức là cái âm bình âm. Thì nó gõ âm quan thoại thì phải thạo biết âm quan thoại mới gõ được. Đây thí dụ này. Khi mình đã add cái ngôn ngữ Trung Quốc rồi thì nó sẽ hiện đây. Thì bây giờ mình đang dùng mặc định tiếng Anh. Thế bây giờ mình muốn soạn thảo chữ Trung Quốc. Thì mình bấm vào đây chia, đây là soạn thảo Trung Quốc. Thế còn một lưu ý là nếu mà mình đang mở cái Unikey ấy, hay là cái bộ gõ hạn tiếng Việt của mình thì mình chuyển tiếng Anh. Chứ nếu không có loạn này, nó xung đột tình hình nó loạn này. Khi ta gõ thì ta gõ tiếng ông quan thoại thì gõ đây. Nó hiện hành chạy rồi. Nó gõ này. Ta chọn bằng phím số thôi. Ta nhìn cái chữ mình muốn chọn, mình chọn bằng phím số. Thế thì nếu mà không nhìn thấy cái chữ nó hiện hành thì mình dùng số cái phím cộng và phím trừ lăn đây này, phím cộng phím trừ lăn đây. Đây lăn đi 7 chữ 1. Đây không chọn chữ lăn đi lại. Đây chọn 1 này. Đấy, nó bảo tải cái soạn lỗi chính tả về. Đấy, không còn soạn lỗi nhất. Thế cái này nó sẽ thông minh. Thế đây là những cái chữ nào mình gõ thì đầu tiên là xa hạn. Thế nếu mình dùng cái chữ nhiều lần nó sẽ chuyển lên trên đầu. Thì vì cái số lượng Trung Quốc mình gõ theo âm nó ra nhiều chữ đó. Còn đây là nút này, đây trên đây nó lên giao diện chỗ này. Cái con này nó nếu mà mình gõ tiếng Anh thì nó sẽ vào đây. Thì mình chuyển sang gõ tiếng Anh, ở đây gõ là thành gõ tiếng Anh. Thành cái tiếng Anh nhưng nó chạy dọc. Thế bây giờ ta mới dùng cái bộ gõ, thử dùng bộ Hanom. Thì riêng cái bộ gõ Hanom ấy thì kể cả hai cái bộ gõ này, đây bộ gõ Hanosoft này và bộ gõ Hanom MIA này thì nó đều viết cho access của Affix. Thế thì nếu mà mình muốn soạn được thì mình phải khởi động cái Word này trước. Đấy, mình phải khởi động Word trước, chứ mình mà bật nó trước là nó không ăn vào chữ. Ví dụ mình bật cái bộ gõ này lên trước mà lại bật cái Word lên sau là nó không ăn. Thế này phải bật Word trước. Đây giờ tôi mới khởi động một cái này. Đây tôi khởi động cái Hanom MI này. Đây nó yêu cầu là ấy là lần nhất trí. Nó sẽ đây đúng không này. Mình cho qua nhỏ lại. Nó khỏi vuông gốc.
đấy nó vô tác dụng. Cái này kẻ hơi bất tiện thì thôi cũng được, nhưng nó lại nhiều chữ. Anh ta dùng cái ha no shop là chính, thế còn cái kia nó chỉ là để lúc nào mình bí thôi, mình bí chữ mình vào mình tìm. Tại vì đây là mình nói về offline, còn dùng mạng thì là mình lên mạng lấy chữ số đơn giản. Thế này mình gõ nó hiện hành ở đây rồi, mình dùng phím F để mình chuyển lấy chữ ở đây người ta đây trên cái giao diện tiểu thải thôi. Ví dụ mình đánh chữ Phật này. À là chưa chuyển, phải chuyển cái bộ cái tiếng sang tiếng Việt Nam không lại không không nghe này. À nhầm, chưa chuyển sang bộ gõ tiếng Anh đây phải. Nó đang ở chế độ Trung Quốc nó ngoan này, xung đột mình chuyển tiếng Anh là hai hai tiếng Anh. Ê, thì tình trạng người nào không đấy nó không lên này. Đấy thì nó dùng cái phím F đây, đây nó dùng sẽ dùng cái phím F này, đây đây đánh dấu phím F này mình xem phải tất nhiên là có gõ này biết chữ không lấy chữ lung tung. Đấy phần là phần này F4 mình muốn phần này F4 thì mình bỏ gõ phím F4. Chuyển dòng mình phải cho nó hiện hành cơ, hai cái này nó mới điểm tệ. Đây là ta ta phải tắt này này à, để em đọc rồi tao để dùng cái thí dụ dùng cái à. Đây. Thế đánh vào cái này đấy nó cái khuôn này đánh vào này anh có chữ một cái chữ cái ô này đánh enter nó sẽ lên. Hay dùng nút lên xuống dịch đây. Dùng cái mũi mũi dùng cái trỏ lên xuống để dịch cho là muốn nó sang ta đánh cái dấu cách ở trên bàn phím để nó chạy sang. Chúng lại còn thẻ không để mãi dưới cùng. Hay lại khái thế ta gõ. Gõ chữ vào cái ô vàng này. Có chữ Hán tiếng Hán nô vào Hán Hán âm Hán Việt vào xong rồi em bấm Enter thì nó sẽ lên cái chữ đấy. Sau đó thì dùng cái dấu lên xuống là chọn, dùng mũi tên lên xuống trên bàn phím là chọn, sau đó thì đánh cái dấu cách thì nó sẽ nảy sang. Vậy thế còn gì về cái việc mà đốt đoạn hay cái xử lý phông chữ thì cũng giống như cái là ngang thôi, đánh dấu ở đâu thì là nó sẽ ví dụ đây mình chuyển sang phông Khải chẳng hạn, mình không chuyển sang phông Ca Thi à, chuyển sang phông chữ Khải tiêu chuẩn đấy, phóng to nhìn nó oách này. Còn tất nhiên là phông thì có thể là mình tìm trên mạng sang Trung Quốc có cái thì phải miễn phí cái thì mua.
hay những khoảng cách này là mình cũng sẽ có thể là tùy mình sẽ điều chỉnh được. Đấy, trên đây nó có những cái công cụ đây, trong Word thì cái này phải biết sử dụng Word, không giới thiệu ở đây không dạy Word này. Anh điều chỉnh đây là mình sẽ soạn, còn thông thường thì là cái khổ này mình sẽ soạn này. Thì là như này, soạn này sẽ theo lối sách ngày xưa là đọc từ phải sang trái, sổ từ trên dưới, là sử dụng sách cổ, sách để cúng bái những cái sớ trạm. Đây thí dụ như là một cái đạo sớ Phúc Thọ soạn trên khổ A3 là ngang. À, dùng để là chế bản ra bản can để in cũng được, mà để nguyên này đưa ra hàng nó in lại thành sớ luôn cũng được. À, chúc các bạn sử dụng thành thạo Word trong Windows để soạn thảo chữ Hán nôm dùng trong những công việc cần thiết.